đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa An Tâm. Và một lần nữa thì chúng ta sẽ được gặp gỡ lại với chị Phương đến từ Đồng Nai, một nơi cũng khá là xa thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Và sau một thời gian tìm hiểu thì chị Phương biết được chương trình thay sứ của Nha Khoa An Tâm và đã quyết định đến An Tâm để thực hiện là thay đổi cái hàm răng sứ của mình để lấy lại tự tin một lần nữa. Thì ngày hôm nay cũng là bước mà chị gắn răng kết thúc rồi. Thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Phương để lắng nghe những tâm sự của trong cái quá trình mà làm răng sứ như thế nào nhé. Dạ, em xin chào chị Phương ạ. Chị Phương ơi, chị có thể là nói cho em biết cái cảm xúc của mình lúc này sau khi mà mình thay đổi răng sứ không chị ha? Em cảm thấy rất là hài lòng sau khi làm răng sứ. Vậy chị Phương có thể cho em biết là cái mong muốn ban đầu của mình khi mà mình muốn thay đổi sứ kim loại thành răng vàng sứ như thế nào, chị có thể chia sẻ không ạ? Em muốn màu sứ nó tự nhiên hơn và nó hợp với răng hay. Thì mới đầu lên mình có cảm thấy lo lắng không? Cũng sợ, nhưng mà sau khi làm thì em thấy Dạ, vậy rất là nhiều khách hàng thắc mắc đó là cái quá trình thay sứ nó diễn ra như thế nào và thời gian bao lâu, chị theo chị thì chị có thể chia sẻ không? Dạ, là ngày đầu tiên tới thăm khám và lấy dấu răng và khoảng 3 ngày sau là có răng tạm rồi, và khoảng 7-10 ngày là sẽ dán răng cố định. Dạ, tức là đầu tiên với trường hợp của mình thì bác sĩ sẽ gỡ cái phần răng sứ kim loại ra đúng không chị? Rồi sau đó 3 ngày chúng ta sẽ quay lại An Tâm một lần nữa và bác sĩ sẽ gắn răng sứ, nhưng mà gắn keo gắn tạm để cho mọi người có thể về nhà ăn nhai thử khoảng 1 tuần. Trong cái quá trình ăn nhai đó thì mình có thể là kiểm tra được cái phần khớp cắn của mình xem có cứng cộn gì không, và sau 1 tuần thì chúng ta quay lại An Tâm một lần nữa và các bác sĩ sẽ tiến hành chỉnh sửa lần cuối và gắn kết thúc giống như hôm nay chị Phương đã thực hiện xong đúng không ạ? Chị Phương ơi, vậy thì làm răng như vậy nhiều khách hàng cũng đặt ra câu hỏi là không biết là có đau không, thì chị có thể cho em biết cái cảm nhận thật của mình không? Dạ, lúc đầu thì em muốn sợ đau nhưng mà làm rồi em thấy không đau, rất là dạ, tức là mình làm mình không lo lắng nữa đúng không chị? Dạ, vậy thì trong quá trình mình ăn nhai thử đó thì chị cũng có khách hàng nói là cái răng sứ không biết là ăn nhai nó có tốt không hay là nó có giống răng thật không. Thì chị Phương, sau khi mà mình ăn nhai thử 1 tuần rồi đó, thì chị có thể chia sẻ cho các vị khách hàng về cái thắc mắc này được không ạ? Thì mới đầu mình ăn nó không quen đó, nó cắn không biết, nhưng mà từ từ rồi nó sẽ quen dần và cảm thấy rất là dễ chịu. Dạ, tức là đến ngày hôm nay rồi chị có thể là ăn nhai bình thường rồi đúng không chị? Dạ, tức là sau một quá trình thay đổi răng sứ như vậy thì đổi lại chúng ta được một hàm răng đẹp và vừa ý như chị Phương chia sẻ, cũng như là chức năng ăn nhai của mọi người vẫn tốt. Vậy chị Phương ơi, vậy về nãy giờ em hỏi về cái cảm nhận của chị về nha khoa, riêng về cái chương trình thay sứ thì chị cảm thấy như thế nào? Cảm thấy chương trình này rất ý nghĩa, nó mang đến dành cho những người muốn có một nụ cười, đem lại nụ cười lần nữa cho những người làm răng sứ kim loại. Dạ. Còn nếu này em muốn cảm ơn các bác sĩ đã mang đến cho em một nụ cười mới và cảm thấy tự tin hơn. Dạ, vậy thì mình cũng có đôi lời nào gửi đến những vị khách hàng cũng giống như chị không? Mình muốn các bạn nào mà muốn làm răng sứ thì hãy đến với Nha Khoa An Tâm để có một nụ cười mới. Dạ, thì giống như chị Phương là vị khách hàng đã trải nghiệm chương trình rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chị Phương cùng với Nha Khoa An Tâm gửi đến quý vị và khách hàng đó là nếu mà vị khách hàng nào đang gặp tình trạng về răng sứ kim loại hay là đã làm răng sứ nhưng mà chưa đạt được độ thẩm mỹ phủ nano thì có thể là inbox cho Nha Khoa An Tâm để chúng ta có thể thay đổi và tìm lại nụ cười tỏa sáng một lần nữa. Và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo của Nha Khoa An Tâm nhé. Nha Khoa An Tâm lần đầu tiên thực hiện chương trình trao tặng giá trị vàng 102 dành cho tất cả các vị khách hàng đã từng làm răng sứ nhưng chưa đạt được độ thẩm mỹ mong muốn, hay những trường hợp đang phủ răng sứ nano hoặc bọc răng sứ kim loại. Tất cả đều được trợ giá hoàn toàn chi phí thay đổi thành răng vàng sứ Zirconia. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng có thể để lại bình luận phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Facebook và website Nha Khoa An Tâm nhé.